Quá tiền nước tiền. Mày cái này cái phong phú nó là hư rồi. Cái này cái quả khoản được đó là hư rồi. Đó, không làm được rồi. Chết cha, nó nằm bên dưới kia, thay phải đục lên. Đó, cái khóa đó là hư rồi, không hoàn được. Xoay đi xoay lại, không khóa được mấy. Không khóa được nữa. Mà lồ này em. Dạ. Dạ. Điểm à. Em phải dưới thang kia nó dạng này, nó gắn vốn. Điểm à, nữa có chạy đâu, cái voi đó đó. Gắn ấy rồi, gắn mới rồi đúng không? Không, cái cũ đó. Cũ nó, cũ thì nó tụt ra rồi. Đó đó, điểm nó chạy đâu ra, tưởng là mưa. Quả thật xem cái video này nó cắt thế nó tụt rồi mà đâu có ấy đó đấy, nó gắn lại để cho tao rồi chạy đó. Khổ. Cái này cái kia cái này cái khóa này nó làm đó, cái khóa hư rồi, nó cái phong thủ khi để nó đã hư rồi, tí là nó chui gì lại này khổ chứ, cái khóa nó hư. Dạ. Tức là nó ở chỗ rộng thì mình làm thấp quá. Nó chỗ rộng thì mình thay nó dễ còn đến dày lam nó hạ thang dày lam và đếm ấy mà nó tuột đây dày chứ nó có lẽ gì nên nó tịch lại rồi đó. Cắt đầu bên kia thì nó cũng căng quá, nối khó nối đó, làm dữ đục cái này lên thì lại phải lấy phức tạp quá. Đục lên thì thấy gạch cắt đằng kia ren trong cắt ở đấy được nó dạ cắt nó lấy gắn luôn nó khóa lên được đúng rồi thì gắn đó chứ còn gắn ra ngoài này đó đó gắn lên được chứ nó gì cái gì tự nhiên cái ống đó. Cái ông đó cái ống này ống thoát mà đâu phải nó đó đâu cái ông đó là ông thoát. Ông thoát của cái kia. Quên. Ông thoát mà đấy bừa phải lại cái chai nước ché lại đó. Nhìn nó thoát cá rồi nha. Cho nó đỡ hồi. Đó, thấy không? Rồi lấy cái chai ché đó. Dạ dạ. Thoát cá rồi nha. Căng nhỉ. Cắt thằng kia ra. Cách này vẫn nối được nhưng mà cần cái này thì không làm được liền, không làm liền là không có đồ.